tất cả quý vị cùng hân hoan chào đón giám đốc của đài Ai Đựng Miệt Vườn, Mr. Quỳnh Long Hổ. Các quý vị thấy nụ cười tôi khai khác thường phải không? Bởi vì miệng cười mà lòng căng lắm. Năm ngoái chỉ có một thí sinh dự thi thôi, mà năm nay có tới hai thí sinh, đông quá. Làm sao mà đủ giờ để thi đây? Tới giờ rồi mà không thấy ai tới dự thi, có khi nào đã bỏ không ta? Nó cancel là mình chết à, không có tiền trả tiền rạp á. Không được, giấy ông bà cho mấy cha mấy mẹ đừng có bỏ thi. Không lẽ ma hát hay sao? Hey, tôi đây nè, ma cái gì mà ma, ta hát không nhìn bên đây thì vòng vòng bên kia nó ta ma. Nghe gì đây đi. Dạ, ca sĩ có tuổi chưa có tên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Chào cô. Chào anh, hân hạnh được biết anh. Yeah. Gặp anh là mừng lắm rồi. Công nhận ha, ở đây quản gia mà mặc đồ đẹp ghê á. Mà cô nghĩ sao vậy? Dạ sao? Mà sao cô nói tôi là quản gia? Dạ tại vì thấy anh ăn mặc sáng lòa quá nè. Tôi trân trọng giới thiệu cho cô biết. Dạ. Tôi là giám đốc đài truyền hình Giai Điệu Miệt Vườn. Dạ. Quỳnh Long Hổ. Quỳnh Long Hổ. Trời ơi sao hổ mà em không thấy có miếng hổ nào mà em thấy nguyên cái mặt con mèo vậy? Thiệt. Cái mèo trong hổ. Thiệt vậy hả? Ngoài mèo trong hổ thôi. Để mai mốt biết đi. Cô là thí sinh phải không? Dạ thí sinh, em là ca sĩ. Trời ơi ca sĩ em phải mặc đồ gì chứ không phải ca sĩ mặc gì ra tao tưởng điên. Em nói thiệt, em mặc cái kiểu này ra cảnh sát giao thông rất là cảm ơn, bị gì không bao giờ đụng xe. Đúng rồi nha. Lấy số báo danh chưa? Đâu có ai đưa đâu biết lấy. Tại sao không lấy? Có ai đưa đâu lấy. Ờ mà có phát đâu là có. Tao cái này dung biết không? Trời ơi. Đây cầm lấy. Đâu có ăn bánh in đâu đường chi. Đâu phải bánh in. Đây nè. Ai trời ơi, trời ơi, số báo danh không biết là tưởng cái bánh in không à. Ừ. Trời ơi, 2001. Chết rồi, em 2001 là còn tới 2000 thí sinh. Làm sao thi được, mấy tháng nữa mới thi. Anh ơi, máy em nói là phải thi trong ngày hôm nay. Bắt giá là em phải lên thôi. Không lên là máy em buồn lắm. Anh ơi, cho em thi đi. Trời anh, ơi, bình tĩnh. Cha này dơ dễ sợ luôn, mình té, cho té theo à. Trời đất ơi, lôi mình, nó lôi mình về. Thấy con gái sát sát, nhào nhào vô. Cô bình tĩnh đi, 2000 là giết cho chơi thôi. Trời ơi, cô là người đầu tiên á. Trời tranh này nổ thế ớn, nổ tới 2000 trả giá nhiều cũng dính á. Ừ. 2000 em bỏ bao. Ừ. Bây giờ cho em thuê đi, cho em thuê đi. Anh là ơi, làm ơn lăn cho em lên đi anh. Đi. Đừng có lo, hãy tới đây vô tay tôi là phải lên thôi. Đó, đúng rồi, anh nha, lên nha anh nha. Nhưng mà trước nhất là tiền bạc phải sòng phẳng. Trời ơi, tiền là chuyện bình thường. Mà em nói thiệt với anh, từ nhỏ tới lớn em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không biết xài tiền. Cái xài gì? Hạt sàn. Hả? Hạt sàn? Ừ, má dẫn đi ăn bún riêu với tô bún mắm mà má trả hạt sàn 5 ly. Trời đất ơi. Thọ khỏi thôi. Giàu nha, trúng bánh rồi đó. Dạ, không biết có giàu không mà hộp sàn đóng đóng ở nhà đông bằng lau ăn không á. Nghe cô nói vậy thì được rồi. Dạ. Cô mà tới cái lò của tôi là quá đúng rồi. Cô mà tới lò tôi thì chắc chắn tôi sẽ lăn xê cho cô nổi tiếng. Khoan khoan cái gì? À cái lò. Trời. Trời ơi ca sĩ mà ông nói cái lò làm như nướng bánh mì. Ông cũng làm như tôi lò luyện đơn á. Lò luyện ca sĩ. Trời ơi gớm ông lò luyện ca sĩ. Ừ. Lò của tôi đó đặc biệt lắm. Dạ. Lò khác đó là chỉ là công nghệ lăn xê thôi. À đúng rồi. Còn lò của tôi là có cả một âm mưu lăn xê. Nghe không? Cái lò của anh có cả một âm mưu lăn xê. Ừ. Vậy anh đừng gọi nó là cái lò. Tôi gọi bằng cái gì? Gọi là cái động đi. Hả? Cái động nghe thấy ghê quá không được. Thế tự nhiên lăn xê mà ông làm thế ông cả một âm mưu lăn xê. Âm mưu lăn xê cái lò nó đâu có tương xứng đâu. Chơi mẹ cái động ca sĩ đi. Ai muốn nghỉ sao nghỉ. Thôi được rồi. Cô muốn kêu gì cũng được. Ừ. Nhưng mà nói cho cô nghe. Sao? Cô biết tại sao tôi nói vậy không? Tại sao?
Tại vì ở đây tôi có chuyên gia lăn xê đàng hoàng. Trời, có chuyên gia. Mà chuyên gia này không phải loại bình thường nha. Trời ơi. Mà là chuyên gia về văn hóa, văn học, y học, dân tộc, nghệ thuật, Đại học Văn nghệ Miệt vườn quốc tế. Trời ơi, em biết rồi nha. Cha này vừa là chuyên gia mà vừa chích thuốc nữa nè. Ừ? Sao nói vậy? Cái gì văn hóa, văn nghệ, y học, dân tộc, y học là chích thuốc chắc luôn. Cái này là cô thông minh. Tôi luyện rất là kỹ. Dạ. Luyện từ sáng tới chiều. Dạ. Cái ca sĩ mệt đem vô chích mũi bắt ra luyện tiếp. Trời ơi, hay quá. Đúng là cái động này có một không ai. Tuyệt đừng nói động. Bây giờ để mời chuyên gia. Em mời chuyên gia đây nha. Ừ nè, ông cầm ông trâu luôn. Mẹ bà thí sinh của mình cũng đưa bà, đặt đưa bà số bao danh. Em muốn gặp, chặt chồ gặp chuyên gia. Mời chuyên gia vào. Gentlemen, how are you? I am come from South America. My name Banca Ambulang. Này tôi mất dù. Welcome everyone, idol Vietnamese, Thanh Kiều, very much. Hay quá. Hay trời quá ơi, chuyên gia hay quá. Mà em nói thiệt, anh em muốn làm ca sĩ giật giật nhạc thân chứ em không có chơi ca kịch Quảng Đông. Không phải, cái này là cái môn ông mới tu nghiệp ở Trung Quốc về. Phải không? Ừ. Tụi ông đi luyện thêm Trung Quốc vậy nữa hả? Ừ. Từ mẹ bầu hát quảng hoặc hát tiếng Anh tới nổ dịch không? À. Đây là nói chuyện nhau chút. Nói không coi. À, không biết tiếng Việt không? À, ambulan bằng cá. Trời ơi. À, cô này muốn lên. Tên thì nghe muốn bệnh. Mình có cách đưa lên không? Sơn phủ, chị bàn chú ba chị, xe mẹ phủ, xe mẹ đen. Trời ơi. Hai này ăn chung mát lắm á. Dạ, chuyên gia nói có rất nhiều chiêu thức. Cái chiêu thức thứ nhất á, hồi nãy cô nói là cô là có tuổi mà chưa có tên. Dạ đúng rồi, hát hoài mẹ bà tuổi càng ngày càng lên tên không ai biết hết. Muốn vậy mình phải tạo sự căng đan. Tạo sao? À cô biết không? Sao? Có nhiều ca sĩ hát rất nhiều năm đúng. Nhưng mà không nổi đúng. Tại sao? Tại sao? Tại vì không biết tạo sự căng đan. Sự căng đan là sao? Mình phải tạo sự căng đan. Tạo đi. Đi giật chồng người khác. Tạo không? Tạo mẹ bà đang làm ca sĩ không làm tự nhiên đi giật chồng ta. Tự nhiên đi, tôi nói ông nghe, đời tôi nói thiệt, tôi rất là đạo đức, má tôi dạy không nên giật chồng người ta, dụ chồng người ta đi theo mình luôn thì được. Trời ơi, à, không được cô ơi, cái này giả bộ thôi mà. Giả bộ sao? Dụ là giả thiệt quá không được. À. Tôi dàn cảnh nghe không? Sao? Tôi vừa bước xuống sân khấu, ừ. Một người đàn bà nhào tới nắm đầu cô quýnh tả tơi, nghe không? Cô phải đứng yên cho người ta đánh. Trời trời, tự nhiên người đàn bà đánh tả tơi, tự nhiên là giật chồng ta mà cho vợ ta biết luôn. Ừ. Gan quá. Chứ sao? Vậy là không nổi về mặt ca sĩ, mẹ bà sáng mai báo đăng con quỷ này chuyên môn giật chồng ta. Lúc đó không phải một người đánh cả làng cả xóm, nó kéo nhau nó quánh thấy bà nậu luôn rồi hết làm luôn. Cháu ngu hả? Điên à? À, không được thì mình tung chiêu khác. Chiêu khác đi, thì chiêu này sao được? Cái chiêu này thì cô phải chịu khó đụng tới cảnh sát tội phạm hình sự quốc tế. Đó, Interpol. Đâu? Nghe không? Cô phải lén bỏ nửa ký ma túy vô cái giỏ. Tới phi trường, tới cái cổng check security boy đó. Ừ. Nghe không? Ừ. Chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại cho tới má nó kêu ầm lên, thấy không? Tập trung tất cả cảnh sát lại. Ừ. Ở đây tôi set up tivi trực tiếp truyền hình, cô sẽ nổi tiếng. Trời ơi, lúc đó nổi lắm. Mà anh nhớ kêu nó quay cái đoạn sau chứ. Đoạn cái nào? Đoạn mà em căng tay ra cái bịch miếng vải đen nữa đó. Là sao? Sự bắn đó ông nội. Trời ơi, tôi nghĩ sao đem nửa ký ma túy mà còn đi tới security chạy qua chạy lại nữa. Sám sám si phán su si. Chứ từ tôi vô cái động này có lộn không vậy trời? Hổ. Dạ. Sexy. Trời ơi. À nếu hai chiêu đó không được thì chuyên gia có chiêu cuối cùng. Chuyên gia gì nữa? Tung hình sách lên mạng. Trời ơi. Được nha.
Cái này tôi chịu nha. Trời ơi, cảm ơn. Em rất cảm ơn hai anh. Vì lăng tê em mà hai anh tung hình xếp của mình lên mạng. No, no, no. Me, okay. Him, ọc. Lạ gì? Ông nói hình ổng á tung lên mạng, ok. Hình tôi tung lên, người ta học máu trào đờm. Hổ. Nội bộ ông giải quyết thì mệt ghê. Em gái. Chuyên gia xin nói cho em gái biết rằng không phải tung hình set của anh lên trên mạng, mà tung hình set của em lên trên mạng. Không được, không được, tôi không làm chuyện đó đâu. Tôi không bao giờ. Trời ơi, như vậy bán mình sao? Anh nói cho em nghe. Gì? Mấy anh chỉ nói giỡn chơi thôi. Chứ chiêu thức của mấy anh không phải làm cho em á là thủ phạm, mà sẽ biến em thành một nạn nhân. Làm sao nói không có hiểu, giải thích cho có cái nghĩa gì? Là cái vụ đánh ghen á, không phải là em giật chồng người ta, mà đánh ghen lầm. Đánh ghen lầm sau đó anh cho báo chí túa xua tới, nhào tới, chụp hình đăng báo. Fan club em thương em, ái mộ em, đúng tội rồi. Nghiệp em, hay em rồi. Nổi tiếng. Đúng rồi, đánh lộn đi, Thương tích đầy mình nhưng mà lộn, hiểu không đó? Chiêu thức thứ hai, đó, cái vụ ma túy. Dạ. Không phải đứt tay bỏ vào trong cái vỏ, mà là một thằng khốn nạn rồi nó bỏ vô. Xong rồi em vô tình em xách em chạy, chạy qua cổng security nó kêu lên. Xong rồi bullet ập tới, rồi ngày mai anh đăng báo lên bạn, em bị quan. Trời ơi, em là anh hùng đó. Rồi cái vụ xét. Cái vụ xét không phải hình xét của em. Đó. Cái mặt của em. Mà hình của con khác. Đó, vậy đi, đưa hình em là trái mạng đó. Đó. Em xin anh nghe, đừng nha. Hiểu chưa? Tất cả internet ngừng hoạt động nha. Rồi, bây giờ em tin tưởng vào cái khả năng mà lăng xê của tụi anh chưa? Biết rồi, nói như anh em mới yên tâm. Cha anh thì thiệt tình, nói em có đầu đuôi. Nói không đầu đuôi hết. Phải có chuyên gia giải thích chứ. Ồ. Ơn à. Dạ. Mì mò. Chuyên gia muốn anh hỏi là em có biết nhạc lý không? À sợ nhạc lý sao không biết, làm ca sĩ biết nhạc lý. Nhạc lý là mấy cái thẻ. Nốt nhạc. Mấy cái thẻ gì nè, rồi treo lên mấy cái sợi dây điện văng ngang. Đó. 4 giây. Kêu là nốt nhạc. Bây giờ em có biết là trên son là cái gì? La. Trên la. Si. Trên si. Đô. Trên đô. Ơ là nốt gì? Euro. Euro gì? Euro mắc hơn đô. Má em nhà đổi hoài nè, đô rẻ hơn euro mấy trăm. Ồ. Dạ. Hát. Hát gì? Thử bây giờ chuyên gia muốn thử giọng em. Bây giờ em phải hát cho chuyên gia nghe để chuyên gia tính cách cho em. Đó, em sẽ hát để em build cái giọng em ra. Rồi. Nhưng mà em nói thiệt đó, là em hát đó, là em phải có người bè em mới hát được. Hai anh làm hai cái bè cho em được không? Bè có tiền không? Có, đây bè nhỏ, đây bè lớn đi. Ok. Bè liền. Rồi nha, ráng bè nha. Rồi. Khi nào mà em ra hiểu bực cái là bè. Ok, nha. Ok, em xin hát bài vũ điệu ôm ôm. Nằm xuống. Trời, có gì vậy? Gì vậy? Khủng bố. Ai? Trời ơi, em mới nói em ôm ôm đó. Trời ơi, ông ơi. Bài hát vũ điệu bơm bơm. Ôm bơm hồi nào? Trời ơi, vậy mà tôi khủng bố. Ông đi Trung Quốc về không có rành tiếng Việt. Ông lậu này, ông không chuyên gia, em quánh giá rồi. Bây giờ em đây giới thiệu đi, em đang hát đi ha. Sau đây, bài hát vũ điệu bơm bơm bắt đầu. Vô. Hai đứa mắc bố chưa điệu á nha, cần tập lại. Xinh em rất ngày kia, em rất ngày ta giữa bên nhau quên sau em ơi. Đêm nay em rất xinh ơi, em rất xinh, cho ta đi nhanh, đi nhạc đi chạy. Ha ha ha.
Em gì vậy? Mày khùng hả? Cái gì khùng? Ta hát hết còn ha 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 nữa. Không biết hát cái bài gì mà không nghe được chữ nào. Nó nghe bom không, nó, tao tưởng nó kêu mình đi bom xe đạp. Nghe kỹ từ đoạn cuối là đi kêu bom ga. Mệt quá. Còn đỡ nha. Nó hát chút xíu nữa FBI tới hốt tôi với ông luôn á. Sao vậy? Con này nó dũng cảm quá không? Nó gan hơn cảm tử quân của Osama Bin Laden nữa. Mấy con quỷ dịch kia nó ôm bom nó nhào trong xe tăng á. Còn con quỷ này nó ôm bom nó chạy vòng vòng nó còn la tôi ôm bom nữa. Chứ hát bài khác đi. Nó hát vậy mới mau nổi. Em ơi. Vậy? Em có giọng tốt lắm. Nhưng mà em hát không hiểu gì hết. Bây giờ em hát cái bài khác mà nó tình cảm nhẹ nhàng chút đi. Hát được chứ. Ừ. Bài đó nghe không kịp thì em hát tình cảm. Được. Nhưng mà với điều kiện là phải có hoàn cảnh xảy ra đi rồi em mới nhập theo em hát được. Hoàn cảnh gì? Nghe em biết diễn nữa đó. Biết diễn đó ha. Hoàn cảnh vậy thì em nghĩ không có gì đau thương bằng bị chồng bỏ hết trơn á. Tại vì nào giờ em chuyên môn bỏ chồng, em không biết cảm giác chồng bỏ em làm sao nữa. Anh làm thử em coi coi nó đau đớn tới mức độ nào. Bây giờ ai làm? Anh làm chồng em. Không, để tao, anh làm chồng em. Này đi, anh kia làm con. Hả? Nghĩ làm sao? Khó quá, mà cái dành không à. Mặt xấu quá. Đĩa mày đặt đồ đeo chân hạt. Dạ. Giờ anh phải làm sao em? Ý gần bữa nay chân quạ. Giờ làm sao em? Anh làm chồng em. Chồng em. Anh phải cứng rắn, một người đàn ông cứng rắn lên. Em năn nỉ cỡ nào cũng không chịu. Em dùng mỹ nhân kế cỡ nào cũng không chịu. Ok. Cứng rắn quyết định bỏ em chuyến này cho em đau đớn. Rồi. Nha, bởi vì em là một người con gái vợ hung dữ. Ừ. Nha. Hồ ơi. Em. Ôm giọng nội. Cha này bởi vì cha này cha thèm ta lắm nè. Chùi nước giải đi kìa. Ở trên đây bản chất là bản chất không có giấu được miếng nào trên rồi. Không cứng nhăn. Hồ ơi, em là vợ của anh nè, anh còn nhớ em không hả Hồ? Về nè. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm, trở về với em đi anh, quay đầu về với em, quay đầu là bờ mà anh. Quay lại đá mày đó. Tôi rồi à. Trời ơi, thái độ như vậy là đã hết yêu em thật rồi. Thế là hết duyên tình đôi ngả, chuyện chúng mình tan vỡ tay. Còn đâu tư tưởng những chiều buông lơi cho vòng tay khát khao. Có tình ai ngon bờ vai xa rời. Anh có biết bao đêm hào đầy giọt lệ để khóc vì ai. Tình là mây cho dòng sông mãi trôi, cuốn về đâu cho người thương nhớ người. Khi đã biết con tim lòng tôi tan vỡ từ đây. Bờ môi anh làm em quá ngây dại, đôi vai mềm chết chứa ngọt ngào. Còn tình anh giờ đây đã xa lạ, cho lòng đau càng thêm buốt giá. Biết em yêu lầm trái tim hoang đường, nỗi đau ngậm ngùi ôi cơ mê dày tâm tôi. Trăng em vẫn yêu hoài yêu mãi không phải lời nói yêu ai. Đến nay chưa phải chưa nhạc thì có lẽ nào em dời sớm. Là mối duyên đâu sầu đâu chỉ riêng anh đừng buồn em chi. Giờ em chi trách em chi chứ phải tại em là người tạm sang phú khó. Tay đó qua hồng chế đó qua lan hoàn cảnh trái ngang. Em đi đã nói xin yêu cho em chứ chân đêm buồn. Em đã nguyện yêu anh suốt quãng đời này thà không thương vì tôi. Đừng nói em mới ban đầu tình ta nhớ đây sao.
bên nhau mà chỉ nói lời biệt ly, và không đến với nhau xin chấp nhận đành xa lạ. Hơn nói tiếng chung tình để rồi phải chịu chia xa, cho dù xa cách nơi nơi em vẫn nhớ nhớ về anh trọn tâm chân tình. Anh ơi con mình nãy còn đâu đơn lẻ bi thương, chỉ mình tôi xót xa đứng đâu nơi anh ở đâu cô ơi ân cô. Tuy chung kiếp này đành lối hẹn, không mong gì số một đơn duyên quan khiên, cứ mãi chân chồng nước mắt càng dòng. Lòng em như môi sáng kim châm tới bời tôi theo mới đường chạy trôi quanh cô, cho tôi thêm rõ mặt một con người dạng hoa nguy hiểm gì khi đối mặt cùng ông. Tôi đổ chân lý quan tòa tạm dân tên tội phạm thì ông mới chết tại tuổi dài tuổi ngu, nên bây giờ đau khổ ai xui gặp gỡ nhau chứ ai xui gặp gỡ làm gì. Duyên tình đã lỡ duyên tơ ngỡ ngàng, tôi như một giấc chim bao ai ơi non non biết càng gì đâu, lòng ta mang nặng nỗi sầu gì đâu nên nổi đổi thương ra cô. Thôi, thôi, thôi anh đừng nói nữa làm gì. Nín, nín. Nín đi anh, lê đắm vai rồi buồn thương nữa chi. Về, về. Về đi, kẹo người ta chờ, kẹo người ta trông. Kìa một chuyến xe. Alibaba, 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 Alibaba. Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa ảnh cũng lại trời mưa. Tao giết mày. Tớp cổ mày nè, cái này chết nè. Khiên nó vào, khiên nó vào, khiên nó vào, khiên nó vào. Mày vô cho mày biết tao, tao giết. Mày làm như heo, tao mẹ bà nè. Tao bị điên, tao giết mày. Mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây. Mày chết đi tao, mày chết nè. Ôi, nó hát mà hát nóng trong người vậy đó. Cái sự chuyện lạnh quá vậy ta. Hả? Trời ơi, sao mày nào vậy? À, mày quanh nó cho tao, quanh nó mau mau, đúng rồi, đánh đổ mau đi. Trời ơi, nó xe toàn miếng hả? Mày xe hai miếng. Trời ơi, tức quá. Anh ơi, có ai trong nhà không cho hỏi thăm tí anh ơi? Có ai trong nhà không cho em hỏi thăm tí? Dạ. Em chào anh. À, chào cô. Dạ xin lỗi anh, ở đây có phải là đài truyền hình Giai Điệu Miệt Vườn không hả anh? Dạ tôi đúng. Dạ vâng, anh xin cho phép em được gặp giám đốc ạ. Dạ tôi là giám đốc. Ồ, thôi anh cứ đùa, cứ sáng sớm cứ gặp người nào đùa là em cứ thích thôi. Nhìn anh cứ như con cầy ghẻ ấy. Anh cho em gặp giám đốc đi anh, vì em không có thời gian anh ạ. Không, tôi nói thiệt, tôi là Quỳnh Long Hổ, giám đốc đài truyền hình Giai Điệu Miệt Vườn đấy. Em nhìn anh nó giống con gì ấy, chứ nó không giống con hổ. Con gì? Em nhìn con gì nó te tua như con này nhỉ? Con bạch tuột. Gớm khổ, áo quần sao cứ đeo cứ mực, không là mực thế kia. Anh ơi, đây, đây. Thế à, anh Huỳnh Long Hổ là ô. Thì giống chưa? Ừ. Che lại này chút. Có cái vằn vằn này vào thì nó giống này. Đúng không? Vâng, em chào anh Cọp Giàng. Chào cô. Vâng. À, cô có phải là thí sinh tới dự thi không? Vâng, em là thí sinh đến dự thi đấy ạ. Chứ không dỗi hơi mà đến nói chuyện. À, cô lấy số báo danh này phải không? Có ai cho cái số nào đâu mà báo với đây, cả đây, cô đây. Vâng, số em. Anh ơi, sao đến 2002 cơ, bao giờ mới được thi hả anh? Không, cô là người thứ nhì. 2000 viết cũng chơi chơi thôi à. Có hai người thứ nhì thì viết làm chó cho nó mệt rồi. Vâng. À, cô tới dự thi bữa nay. Vâng. À, à, cô có thể cho tôi biết là cô còn độc thân hay là có gia đình rồi? Gớm, em gần 40 rồi, nếu mà em độc thân thì ông bà mình bảo ế mẹ nó rồi. À, thưa thật với anh là em đi thi em chả giấu hoàn cảnh gia đình em thì nó có phần vất vả hơn các anh chị phụ nữ khác. Yeah. Em thì có gia đình lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ đã ly dị. Vâng, em lập gia đình hồi năm 19 tuổi, 9 năm sau em được 7 đứa con.
9 năm đẻ 7 đứa. Vâng. Tướng như cá lòng tong mà đẻ dữ quá. Thôi anh buồn cười nhỉ, cá lòng tong nó không là con cá, nó bằng này thôi mà anh mổ bụng nó ra biết bao nhiêu trứng trong đấy anh ạ. À. Em cũng không ngoài lệ như con cá lòng tong. À, thế là chồng mà anh biết không, khổ hoàn cảnh chứ em nào muốn sinh nhiều con như thế, sinh nhiều con người nó sẽ bị hao mòn đi anh ạ. À. Dạ, đúng. Nhưng mà hoàn cảnh gớm, em lấy chồng không phải lấy chồng Việt Nam, em lấy chồng người Mỹ. À. Mà chồng em thì không biết nói tiếng Việt, em thì không biết nói tiếng Anh, thành thử ra dấu thế nào mà cứ tròn tròn một năm một đứa. Cái chồng em nó bảo lô mo, em cứ tưởng là cái mo, mỗi lần cây cau nó ra cái mo là nó ra trái, em cứ tưởng ra trái là phải đẻ, thế là nó tòi ra. Ngộ quá. Vâng. À, cô có kế hoạch không hay là... Dạ vâng, em đã đi kế hoạch rồi đấy anh ạ. Em đã làm một lần nhưng mà chồng em thì nó bảo kiểu này, xong rồi em lại thích kiểu kia, xong cuối cùng hai vợ chồng hòa để đẻ luôn. Chồng em thì một hôm mới đẻ đến đứa thứ tư rồi, nó sợ quá, nó bảo là go ahead and cut. Cắt cái gì? Em có hiểu cái gì đâu, nó bảo đưa đưa cái kéo để em hiểu, là nó bảo cắt đi đây, cắt cái buồn trứng đi, hiểu không? À. Xong rồi em lại nghiên cứu, em nghe mấy chị bảo không cắt cái đấy đi, nhiều khi nó điên điên đấy. À. Thế em không cắt, em bảo no, cắt là treo ép. Cái gì? Ép là cái trứng đây. Sáng nào nó không bảo em làm cho nó ăn thì em biết cái ép là cái trứng. Thế em bảo treo ép tức là treo trứng. Cô... Nhưng mà anh biết không? Nghe em nghe treo nó không điên hẳn mà nó cứ tàn tàn, nào lâu lâu nó lại chạm dây lại cắn chồng rồi bỏ mẹ. Thôi em không làm nữa. Yeah, bỏ cái đó đi ha. Vâng. Cô bây giờ cô đang làm nghề gì? Dạ ngày trước thì em làm lông, bây giờ em làm leo. Làm gì cô? Ngày trước em làm lông. Làm lông là làm ruộng ấy. Xin lỗi, tôi không hiểu. Còn bây giờ em làm leo là làm móng tay lại. Dạ dạ. Làm nông, làm nông. Làm nông. Ê cô ơi, nói này cô đừng giận nha. Giận gì anh? Tôi nghe mấy thằng bạn tôi nó nói tả gì con gái nhà nông á. Vâng. Nó nói vậy nè. Chưa đi chưa biết miền quê. Vâng. Đi rồi chỉ muốn quay về cho xong. Dạ. Bởi cô con gái nhà nông. Vâng. Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời. Anh ơi, em ít khi nào biết bực tức với người đối diện lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà ai nói thế nào với em thì em xin giả lại thế ấy. Dạ. Yeah. Vâng, thì em xin phép anh, em giả lại cho anh 4 câu thơ mà anh đã phan vào mặt em. Dạ, không có. Không dám. Dạ. Vâng, thì em xin giả lời cho anh là: anh ơi đừng có ngạo đời, từ đâu lại đến buông lời khinh khi, bởi do nông vụ đã đến kỳ, mong em không chồng thì lấy cái gì anh sơi. Thế bây giờ em hỏi anh, lúa nó chín đầy đồng, em không chung khu em cắt thế này thì lấy cái gì anh ăn? Cảm ơn cô. Thôi bây giờ vậy, vô vấn đề chính đi ha. Vâng. Cô tới dự thi thì ở đây thể lệ thi gồm có hai phần. Vâng. Cô phải hát một bài nhạc chậm và một bài nhạc nhanh. Bây giờ cô muốn hát thể loại nào trước? Dạ em xin hát nhạc chậm trước. Nhạc chậm, cô hát loại nào? Dạ em xin hát thể loại ca trù. Ca trù? Vâng. Trời ơi cái này lâu lắm đó nha. Vâng. Người trẻ như cô biết được là quý lắm đó. Vâng. Nhưng mà cô hát ca trù mà cô có biết ý nghĩa của nó là cái gì không? Dạ thưa anh, thì xưa bày nay bắt trước thôi, chứ em thì em không biết ý nghĩa. Nhưng mà em chỉ biết mỗi một điều là nếu mà mình ghét thằng nào thì mình cứ chù cho nó chết. Mời cô. Vâng. Em xin phép anh, em ca chù ạ. Hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thâm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tờ liệu. Cô nó bị... kẹt mẹ nó băng rồi. Trời ơi cô làm gì tôi sợ quá.
Tiền nhà tôi còn không có đó, cô đừng có làm tôi sợ, tôi không có tiền mua tiền bảo hiểm cho cô đâu đó nha. Việc gì? Cô... cái đấy, đoạn đấy mới là trù đấy. Anh sợ hả? Sợ anh chứ. Sợ vậy là em thành công rồi. Em trù mà thằng này sợ chết. Bây giờ cô hát thể loại thứ hai đi, nhạc nhanh. Anh cho em hát thể loại thứ hai. Ừ. Vâng, thể loại thứ hai em không hát một mình em mà em song ca Lam Lữ. Cái bài gì mà tôi nghe cái tựa sao nghe Lam Lũ vậy? Không phải, em song ca Lam Lữ. Lam là man and woman đấy. Nam nữ. Vâng. Dạ. Thôi nhưng mà cô hát nữ thôi, đừng hát nam nha. Sao thế? Tôi sợ lắm. Mà cô hát có diễn không? Có chứ ạ. Đừng. Thôi đừng diễn. Nãy con Hùng nó diễn tôi sắp chết rồi nè. Cô diễn tôi không biết tôi còn cái gì nữa nè. Ô, anh yên tâm đi. Em diễn em phải diễn như thế nào chứ. Còn trên người anh còn gì để vặt. À. Em mà làm anh một phát nữa là anh như con lợn cạo bây giờ đấy. Vâng, thôi em xin phép anh cho em được song ca Lam Lữ. Cho anh cho em một tí music. À, music. Vâng. Chân anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay tuổi độ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh ra để lối tôi đi, không ai quen biết hỏi chi lạ lùng. Xuân nay bao tuổi kệ mẹ tôi, người yêu chưa có anh hỏi mà làm gì? Ngại gì mà em đứng quá xa, em ơi anh xin được làm quen nhá. Thôi đi anh này kỳ ghê à. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi anh tôi xa nà, chưa hề biết nhau nhớ nhá. Chớ lo trước lạ sau quen, em ơi sao nỡ lạnh lùng. Lòng anh tê tái khi em hững hờ, nơi anh sao quá ngọt ngào, khiến nào cũng phải xuyên sao. Nhưng tuệ có lúc người ta thay nòng. Em ơi dù vật đổi sao rời, thương em anh vẫn trọn đời thủy chung. Một người mà hát hay, hai nam nữ như vậy. Coi như tôi long trọng tuyên bố là cô là người trúng tuyển. Hai thí sinh dự thi, cô đậu hạng nhất. Hai người thi mà em đậu nhất hả? Vâng. Còn hãnh diện mẹ gì nữa. Anh ơi, em bây giờ em không cần biết là em đậu hạng mấy, miễn sao đậu là được rồi. Thế anh cho em xin tiền thưởng. Làm gì có tiền thưởng? Ở đây tổ chức ra thí sinh trúng tuyển thì giới thiệu đi hát. Hát người ta trả tiền, đó là tiền thưởng đó. Chứ đâu có tiền thưởng gì đâu cô. Mày đừng trách bà dở mặt nhá. Có tiền sư bố nhà mày sao mày rảnh thế hả? Tao mà nếu mà tao thích mà tao đi hát đi hò, tao gửi mẹ băng lên ba di bai nai, may ra tao còn được lên sân khấu lớn. Gấp mày tổ chức hôm nay, tao tưởng nó hôm nay tao đến tao thi là tao quyết định là tao lấy tiền về tao trồng tiền đá banh cho chồng tao. Mẹ nó thua cái trận Brazil kia kìa. Không kéo dưới này còn thua nhiều hơn cả chồng tao đây này. Thằng nào cũng đâm đầu bắc vào đấy, thằng chồng tao đã thua nhiều lắm. Thế bây giờ không có tiền à? Dạ không có. Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ lăn xê cô lên nổi tiếng. Xin lỗi mày, tự động lăn một mình đi nhá. Xê. Không có tiền
bày đặt tổ chức miệt vườn với trả miệt ruộng, rách viện và phán mẹ cho nó thoáng. Go, go. Bữa nay thì sao? Hết gặp con khùng gặp con tỉnh. Trời ơi, bây giờ không có tiền, có ai cứu tôi không? Tôi, ai? Tôi nè, tôi sắp chết rồi. Hả? Sao vậy? Trời ơi, tại sao nó nông nổi vậy? Tôi xách cái con quỷ khùng mới vô trọng. Sao? Tôi vừa mở miệng á, để bạc bạc, tôi nằm luôn không ơi. Sao nãy tao nghe nó la ông sợ ông trọng nó. Trời ơi, tôi đâu có la được đâu. Nó la thất thanh mà nó cười mãn nguyện. Mà con này nó ngộ lắm không? Sao? Nó quánh xong nó băng bó đi mày mà chịu bỏ đi. Vậy là nó cũng còn tốt đó mày. Tốt bà nội tôi chứ tốt. Trời ơi, nó băng bó, nó lục hết tiền tôi, nó lấy sạch không còn một đồng một cắc. Nó nói tiền đó là tiền băng bó. Cũng tại ông cơ mà. Ông lừa gạt người ta, ông mở ra cái cuộc thi này làm gì? Bây giờ ông biết là người ta nói cái câu là gậy của mình đập lên lưng của mình rồi, biết chưa? Nói bậy bạ không à. Gậy ông đập lưng ông gậy. Mày nào? Bị như vậy á, gọi là tiền mất tật mang. Tao nói mày nghe, tao biết hậu quả như vậy á, người ta đâu có làm. Nếu biết chưa có hôm nay thì ngày hôm qua chưa vui sao. Trong lòng em luôn cứ tàn, nhưng đời không tha thứ anh, trách ai giờ đây. Đã lớn rồi. Đài truyền hình gia đình Việt vừa có đây tuyên bố giải tán.